hao tiền, đau ốm, bệnh hoạn và nhất là hao tiền. Chán vô cùng luôn, chán vô cùng tận luôn. Các bạn nhớ nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé. Và đừng quên click vào hình cái chuông để theo dõi những video mới nhất. Có hai cái điều mà quan trọng nhất trong buổi coi ngày hôm nay em sẽ chia sẻ cho chị, đó là sức khỏe của chị hiện tại đang kém. Và kể cả về công việc nó cũng không được thuận nữa. Cả hai thứ. Năm nay chị 38 tuổi, vận niên là sau ngũ mộ. Sau này chủ về hao tốn tiền của, hao tiền, đau ốm, bệnh hoạn và nhất là hao tiền. Chán vô cùng luôn, chán vô cùng tận luôn. Đấy. Và cẩn thận chuyện vợ chồng cũng trục trặc đấy nhá. Hai tuổi này là trục trặc đấy, không phải là không đâu. Cái đường chỉ hôn nhân của chị nó bị chẽ làm đôi này, em nhìn thấy nó bị chẽ làm đôi này. Nên nói là cuộc sống hôn nhân vợ chồng dễ bị tan vỡ, không cùng chung quan điểm và xung khắc nhau và tan vỡ lúc nào không hay. Dạ. Giờ thế nào rồi? Đấy, nói ba ý đó, giờ đã chuẩn ý nào rồi? Dạ thì đúng là công việc của em thật sự là rất là bí bách luôn. Tiền tài nó cứ chị trục trặc, chị còn đen năm nay. Năm nay ít nhất phải hết năm nay, hết tháng 12 năm nay. Nó mới đúng rồi, phải ít nhất phải hết tháng 12 năm nay. Chỉ tay này còn có cung phá sản nữa này. Nói để cho mà biết. Có số phá sản nữa. Có khi phải mượn nợ người ta rồi có khi cũng không trả nổi. Rồi bị phá sản thôi. Người ta giật nợ mình rồi mình lại đi vay chỗ khác mình đập vào, rồi mình cũng không trả được cho người kia, thế rồi sao, vỡ nợ, họ đến đòi mà không có trả cho họ là vỡ nợ chứ còn sao nữa. Vậy về chồng thì sao ạ? Về cung mệnh của chồng à, 39 tuổi, năm nay vận niên thủy diệu, số người này phải đi làm xa mới khá thôi. Tuổi Tuất tháng 2. Ông này cẩn thận còn liên quan đến số liên quan đến tù tội pháp luật nữa nhé. Cẩn thận liên quan đến tù tội pháp luật dây dưa đấy, tranh chấp đấy nhé. Liên quan đến kiện thừa pháp luật nữa đấy. Cái chuyện nó xảy ra khoảng như là tầm bao lâu ạ? Phải cẩn thận trong cả cuộc đời luôn nhé. Về hai đứa bé hả? Ngày tháng năm sinh của cháu. Ngày tháng năm sinh của cháu. Đứa lớn là con gái, 17 tháng 2 2009. Ở Bình Dương. Dạ Dương. Nhớ giờ sinh của cháu không? Bé gái là rơi vào khoảng 7 đến 8 giờ sáng, bảy đấy, từ đã, 7 đến 8 giờ sáng hay là tối? Sáng ạ. Giờ Mão. Đứa này số phải kỵ sông nước nhá. Yeah. Kỵ sông nước, đừng cho đi tắm, đi bơi gì vào. Kỵ nước nóng nữa dễ bị bỏng. Số đứa này còn có số dễ gặp tai nạn và hay đau ốm bệnh tật nữa đấy. Đau ốm bệnh tật ạ. Lưu ý về vấn đề sức khỏe cho cháu và vấn đề số tai nạn nữa nhé, hay gặp những cái tai nạn bất ngờ, lưu ý. Cái bổn mạng của nó cũng bất an đấy. Đứa này thì tư chất thì tương đối thông minh, công danh thì tốt, sau này nhảy ra kinh doanh buôn bán nhé. Còn đứa thứ hai là ngày 13 tháng 3 2013. Trai gái? Dạ trai. Ừ.
Đứa này có số xuất ngoại, có số đi nước ngoài nhá. Số xuất ngoại đi nước ngoài, đứa này ham chơi lắm. Ham chơi vô cùng luôn. Ham chơi, nghịch ngợm, leo trèo, quậy phá. Học hành có được không thầy? Về học hành, một khi đã ham chơi thì làm sao mà học hành được, đúng không? Học chỉ đạt bậc trung thôi, học cho có thôi nhá. Vậy bây giờ cái vợ chồng như vậy rồi, cái chuyện việc làm ăn như vậy, giờ mình có cách nào để bên em có thỉnh lộc làm ăn đấy, bên em có thỉnh lộc làm ăn đấy, muốn thì gửi thông tin qua đây thỉnh cho cái lộc làm ăn, thỉnh cho cái la phép làm ăn thì công việc nó sẽ tốt lên phần nào đó, nó sẽ đỡ phần nào đó. Yêu cầu họ tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ ở đâu, số điện thoại sẽ thỉnh cho. Em hỏi đó là cái chồng em là muốn làm bên nhà đất và mua môi giới đó, mà có được không thầy? Được, thử sức đi nhá, thử sức đi, bắt tay làm đi. Thì ông cũng vừa mới bắt tay, nhưng mà kiểu như công việc nó không suôn sẻ, nói chung đúng là rồi, năm nay cũng tìm tới thì cũng có. Năm nay là năm đen đủi mà, đen cả vợ lẫn chồng luôn. Vì thế đừng có hy vọng gì mà có thành quả sớm trong năm nay. Vừa mới trồng cây thì đừng có hy vọng mà đòi hái quả ngay, hái trái ngay. Phải chờ. Bón phân cho nó, chăm sóc cho nó thì mới được hái trái ngọt chứ. Làm sao mà gieo trồng một phát mà hái được ngay, đúng không? Vậy mình phải bón phân như thế nào? Trau dồi kiến thức, trải qua nhiều, ít nhất phải năm sau chồng chị mới kiếm được tiền nhé, còn năm nay chưa được. Để trau dồi kiến thức, cọ sát nhiều, học hỏi những người có kinh nghiệm trong nghề này nhiều thì mới kiếm được, đúng không? Giống như chị lúc trước chị mở cái quán này, lúc đầu ra thì làm gì có khách, đúng không? Không có. Đấy, phải mất 6 tháng đến cả 1 năm trời, khách nó quen, họ mua, rồi dần họ mới biết đến mình, rồi họ mới tới. Mình cũng vậy thôi. Mình mới ra nghề thì làm sao mà đã biết được mô tê gì, chả biết cái gì cả. Phải học hỏi, bắt đầu đi tiếp xúc nhiều, rồi tìm hiểu nhiều. Nghề dạy nghề mà. Nếu mà như thầy nói vậy, khi nào thì cái khả năng mà trả nợ thì như thế nào? Trong khoảng bao lâu thì hết? Đúng. Đúng như là em nói đúng không? Vợ chồng chị đang nợ đúng không? Dạ đúng. Dạ đúng. Thì quẻ bài đã hiện ra mà. Nặng hụi hè thôi, nhưng mà cũng là nợ. Bốc bài đây thì em thấy mất vài năm đấy. Lâu ạ? À? Đúng rồi, mất vài năm đấy. Nhớ không phải nhanh đâu, phải mất vài năm nhé. Thắc mắc gì nữa nào? Như thầy nói là đứa lớn thì nó hay bệnh vặt, những cái bệnh của nó bệnh vặt hay là bệnh như thế nào ạ? Nó thì hay bệnh vặt, sức khỏe của nó không có tốt cho lắm nhé, hay bệnh vặt. Dạ. Cứ những cái bệnh mà vặt vãnh ấy, không thực sự khỏe cho lắm đâu nhé. Dạ. Con đó thì nó học dở, học khá, học đúng được. Đúng rồi, đúng rồi. Đứa đấy học khá, tương lai của nó tốt nhé. Dạ. Nếu mà bây giờ thỉnh cái phép làm ăn thì không biết là ví dụ như là 10 phần thì nó được bao nhiêu phần đỡ? 10 phần đỡ được cho chị 6 đến 7 phần nhá. Tự nhiên công việc làm ăn nó tốt hơn, khách khứa nó tiền đến mình nhiều hơn nhá. Dạ. Đó là như vậy thôi. Cái này trong vòng phải mấy năm mới hết nợ. Lâu ạ? À? Đúng rồi, phải vài năm nhá. Phải vài năm nhá. Về cái chồng em thì sức khỏe mới như thế nào ạ? Sức khỏe ông này sức khỏe ông này thì vẫn bình thường nhá, nhưng mà năm tới là năm hạn của ông này đấy. Năm tới 40 tuổi vận niên là sao Thái Bạch, là ngôi sao xấu đấy nhá. Năm tới năm hạn nhắc nhở ông ấy nhé. Dạ. Vậy có gì để em nói ông xã rồi cái gì thì nhắn cái thông tin qua để xin làm ăn ạ. Ok, thế nhé. Chào chị. Dạ, rồi.